Quốc hội vừa biểu quyết thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó thống nhất quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Dự án luật được thông qua trong phiên làm việc sáng ngày 27 tháng 6 tại kỳ họp thứ bảy. Trong đó, 92,78% đại biểu Quốc hội tán thành với quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trước đó, ông Lê Tân Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, quy định trên không phải là nội dung mới và được kế thừa của quy định luật giao thông đường bộ năm 2008 và thống nhất với quy định tại khoản 6 điều 5 của luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và quy định cụ thể cho lĩnh vực giao thông đường bộ. Dự thảo luật này, nếu không tiếp tục quy định như hiện hành, sẽ có nguy cơ gia tăng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, các vụ tai nạn dẫn đến làm tăng hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ gây ra. Quốc hội vừa thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong đó thống nhất quy định về điểm giấy phép lái xe. Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết. Giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo loại giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 7 điều 61 của luật này do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong vòng 6 tháng, tương tự như 3 lần giảm trước đây, cụ thể tại dự thảo nghị định của chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, thời gian áp dụng dự kiến sẽ từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2025. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí trước bạ đối với mặt hàng ô tô lắp ráp trong nước sẽ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10-2022 NDCP của Chính phủ, quy định về mức lệ phí trước bạ và các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2025 trở đi, Mức thu lệ phí trước bạ sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10 2022 NDCP ngày 15 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, tức sẽ thu tương ứng tỷ lệ 10 đến 12% giá xe tùy từng địa phương như hiện hành. Như vậy, nếu nghị định mới được ban hành theo đúng đề xuất của Bộ Tài chính, mặt hàng ô tô lắp ráp trong nước sẽ có lần thứ tư được giảm 50% lệ phí trước bạ.